Có vô vàn cách sống, hãy chọn cách sống cho bản thân. Mỗi người có một cuộc đời của riêng mình, trong cuộc đời lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có những người lại chọn cách dấn thân. Có những người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một: sống cho gia đình mình mới là cách sống tốt nhất. Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời. Tôi và bạn có thể đợi đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích? Sống vì gia đình. Người sống tốt cuộc sống của mình là người biết cách hưởng thụ cuộc sống, người không ngần ngại tìm kiếm những điều khiến bản thân thoải mái, càng không vì tiết kiệm mà đắn đo khi quyết định mua một món đồ hay mang lại những niềm vui cho chính mình. Đấy mới là cuộc sống. Cuộc sống có thể khiến bạn vui, có thể khiến bạn hạnh phúc, để sau này bạn có thể mỉm cười nhớ về nó khi tuổi đã xế chiều. Đi Nhật cũng sẽ là cách giúp tôi phải chấp nhận vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu đã định sẵn. Có lẽ tôi sẽ học được cách vượt qua áp lực, từ đó sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ, trẻ tài hơn trong cuộc sống và định hướng được công việc phù hợp với mình. Có thể sống xa nhà, xa những người thân yêu sẽ chạnh lòng, những lúc ốm đau, những lúc lễ Tết sẽ có một mình, không có nhiều thời gian chia sẻ với gia đình. Mà tin tưởng, tôi có thể nghĩ rằng mình sẽ tìm được một con đường cho mình. Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Có những lúc ta sẽ cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo, không biết phải làm sao cho đúng, làm sao cho khỏi lầm đường. Nhưng chỉ cần tin tưởng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng, có lẽ sẽ tìm được mục tiêu khiến mình kiên định và tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho tôi hoặc cho các bạn
một con đường, mà con đường chắc chắn sẽ là con đường đúng đắn cho bản thân. Tất nhiên không phải lúc nào cũng tiến lên, cũng không thể lúc nào cũng có được kết quả tốt. Không ai dám chắc rằng con đường phía trước mà tôi và bạn đã chọn là con đường thẳng tắp, không nhấp nhô, không uốn lượn. Có lẽ chúng ta chỉ cần tin tưởng tất cả những khó khăn đó chỉ là để rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện bản thân trước khi chúng ta tìm đúng con đường. Bạn ơi chặt từ đấy. Mất nhiều quá. Đấy, chống. 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 Đấy, chống.